Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái data đây, chính là cái này này các bạn này. Vì nó dùng binding nhé. Binding thì khi mà người dùng nhập dữ liệu vào thì chúng ta sẽ lấy được toàn bộ thông tin của cái code ở trên form. Thì chúng ta sẽ lấy qua được cái này này. Chúng ta xem ở đây trước đã, xem là nó ra chưa. Đây, ví dụ anh để tên. Lỗi này là lỗi đây, đang dùng cái này này. Cái này default của nó là component này nó cần này. Nhưng không, nếu mà chúng ta chưa dùng thì tạm bỏ qua đi. Tạm bỏ qua đi cũng được. Lỗi mở ở form đúng không ạ? Form view. Chúng ta document. Làm đơn giản này đã. Document này. Document bỏ qua đi, sau chúng ta sửa lại sau. Tập trung vào form này trước đã. Đây. Ok đúng không? Ví dụ test khóa học Laravel. Chúng ta sẽ phải xử lý cái slug ở đây này. Nó sẽ thành như thế này này. Thì ở đây vì các bạn không dùng vModel nên các bạn sẽ không nhập liệu được ở đây đâu. Đây. Chúng ta sẽ tính việc đó sau. Anh chạy lên này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Sau khi mà submit xong, chúng ta lấy được cái thông tin này, chúng ta sẽ đẩy lên server, được chưa? Đẩy lên thông qua port thôi. Thì ở đây API của chúng ta đang là gì các bạn? API nó đang là, nó sẽ không phải là API này. API code. Nó là cái này luôn à? Đúng không? Anh sẽ sau khi đẩy lên server này, xử lý validate form này xong nhé, thì chúng ta lên đây này. Các bạn thay vì các bạn dùng cái request này thì các bạn đưa cái request nào các bạn? Đưa cái request code này đúng không? Để nó ra ngoài này. Thì cái kia mà các bạn không dùng các bạn bỏ nó đi nhá. Đây này. Các bạn nếu không dùng thì bỏ đi. Đừng để thừa. Tại sao nếu mà các bạn để thừa cũng không sao cả, chương trình không lỗi. Nhưng mà sau này người khác vào maintain đọc lại cái code này thì họ không hiểu vì sao phải dùng thằng này mà không thấy dùng ở chỗ nào, thì nó cũng buồn cười. Nó là gánh nặng maintain sau này. Bây giờ anh sẽ test trước xem là tôi sẽ nhận được thông tin gì. Anh sẽ dùng cái lock để anh test lock. Anh nói anh từng demo với cho các bạn về cái lock này rồi đúng không? Để sử dụng nó này, ném nó vào. Cái U này tương đương với hàm require trong PP ạ. Chúng ta sẽ test thử xem chúng ta đã lấy được các thông tin này chưa. Info. Đây. Chúng ta thử.
đây các bạn sẽ xem là thông tin mà chúng ta lấy ở trong storage này. Đây, mùng 1 tháng 7 đây. Nó là những cái thông tin này. Đây, ok chưa? Chúng ta sẽ phải đi làm một việc nữa là xử lý validate ở trên này. Thì cái này các bạn có thể tự update sau nhé. Anh sẽ đưa một vài trường cơ bản vào đây. Quay này. Giá nữa. Anh sẽ để tạm vào đó. Còn có bao nhiêu trường sẽ validate thì các bạn đưa vào nhé. Numeric các thứ các kiểu này. Ok này. Sau khi mà lấy được data này rồi thì anh sẽ xử lý gì đây các bạn? Các bạn đặt cho anh cái try catch ở đây này, để bắt trường hợp lỗi. Exception. Đó. Các bạn để cho anh ở đây. Đây. Ok chưa? Chúng ta sẽ dùng đến thằng service này. Service này có hàm create chưa? Service đâu nhỉ? Ồ, chưa có hàm create à? Anh sẽ làm ở mức đơn giản, anh truyền một cái mảng vào. Delete configuration. Ok. Thì đối với thằng repository này anh cũng chưa có create luôn đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn? Chúng ta sẽ dùng hàm save. Anh sẽ lấy cái mẫu hôm trước nhá, cho nhanh. Anh sẽ đưa cái mẫu này sang, nhưng mà anh sẽ dùng nó đơn giản hơn. Bên này sẽ là cost. Rồi chúng ta sẽ dùng đây. Chúng ta sẽ có một save vào đây. Anh sẽ dùng hàm này nhưng có lẽ là anh sẽ dùng nữa ở mức đơn giản đâu. Nó sẽ là data và cost ID như thế này. Thì chúng ta sẽ ép kiểu nó là năm, nhưng ép kiểu nó là kiểu integer, nhưng mà sẽ để là null default như này, để mà đảm bảo là nếu không có ID thì nó sẽ là tạo mới đúng không? Còn nếu mà có ID thì sẽ là update. Thì cái data này của chúng ta sẽ như này. Chuyển này nhìn cho nó ngắn gọn nên, tức là cái mảng này sẽ cần những cái key như này. Cũng là một cách. User ID tạm thời để này nhé. Hôm sau làm đến phần login kia chúng ta sẽ lấy ra. Đây. Nhìn này các bạn thấy nó sẽ đơn giản hơn đúng không? Chúng ta sẽ gọi đến hàm save ở đây. Thế đây anh sẽ truyền vào cái gì các bạn? Nó với data thôi đúng không? Và sẽ gọi là exit trở đến.
code repository và cho bạn save đúng không ạ? Và anh ném cả cái data này vào. Thì sau này nếu các bạn làm ấy, chuẩn ra để mà sau này người khác đọc cái hàm này hiểu, các bạn phải đi comment là data này có những key nào, làm thế cho anh thì sẽ ok hơn. Quay ra đây thì chúng ta chỉ cần gọi đến thằng này thôi. Chờ đến code bridge này, chúng ta sẽ truyền vào là cái gì? Như này thì khá là nhanh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử này, trường hợp có lỗi exception thì sao? Đây, được chưa? Chúng ta sẽ quay trở lại cái form view này, làm thêm một việc ở đây nữa là console log trường hợp catch à. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ đẩy về trong danh sách đúng không? Các bom đây, chạy thử lên này. Thì khi mà chúng ta đăng một cái thông tin này lên ấy, thì ảnh có thể là chưa bắt buộc trong trường hợp này như vậy, thì các bạn nên xử lý ở trong đây như thế này nữa để đảm bảo, vì để như thế này thì bắt buộc là có này, nhưng mà nếu các bạn xử lý là nếu có thì tôi lấy ảnh, còn không thì tôi sẽ lấy giá trị default là như này, được chưa? Thì nó sẽ tránh lỗi. Chỗ này các bạn hiểu chứ, đây là của PT đâu. Ok, quay trở lại này, chúng ta đang có lớp ra này, controller được rồi. Nếu mà thành công thì anh cũng sẽ trả về trạng thái lưu của thằng đó thôi, là startup của chung. Trong một số trường hợp chúng ta cần trả về cái bản ghi vừa được tạo ra thì các bạn làm như này. Data, anh giả sử như vậy thì các bạn sẽ trả về cái cost, chính là cái data cost này. Đây, và anh để chung giả sử như vậy, được chưa? Anh sẽ chạy lên này lại. Cái này tuyển chuyển cho anh thành cái button dạng là input, là dạng text area này, cái lợi ích này thì hay hơn. Đây, anh sẽ chạy lên này. Ồ, success này, là 500. Nó báo là cái slug này không thể ấy default đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đi báo được cả cái lỗi này ra nữa trên màn hình, như khi mà dev thì lại dùng cái alert này này, chúng ta làm hoàn chỉnh vào. Thì ở đây chúng ta sẽ phải đưa cái này vào đây. Đây, thì ở đây các bạn sẽ là error chấm message, error của nó là chấm data này, chấm message, chấm data, chấm message này. Các bạn ném vào đây để chúng ta biết được chính xác là vấn đề gì này. Thank you.
không có gì. Cái run watch này được chưa chạy. Anh nghĩ là do cái watch này chưa chạy nên chưa nhận được cái alert kia. Còn trường hợp thành công rồi thì các bạn đẩy về cho anh trang danh sách. Các bạn có thể dùng Windows ở GS, các bạn hay dùng cái gì? Chúng ta dùng RAW cũng được. Dùng rất khả năng chúng ta sẽ dùng RAW đấy. Đây. Và đây các bạn dùng RAW như thế này. Thì nó đẩy về nó đỡ bị lốt lại trang. À, cái slug này, vấn đề là cái slug này của chúng ta đang chưa có này. Thì ở đây chúng ta sẽ phải có một cái biến slug. Slug thì có hai cách dùng. Làm thế nào để chúng ta có thể convert được cái name kia? Thì các bạn biết là trên thằng Laravel mới có một cái hàm để thực hiện việc đấy. Nhưng mà nó sẽ hơi nặng ở chỗ là chúng ta sẽ phải bắt cái sự kiện trên khi người dùng nhập như thế này này. Ok chưa? Gọi lên server để nó select thằng này. Không, trả về đây, chúng ta truyền vào đây. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng cái thư viện select của JS để làm trực tiếp vào đây này. Nhưng mà anh sẽ làm cách thứ nhất để các bạn học thêm một chút nhá. Còn cách thứ hai thì các bạn có thể dùng cái thằng này này, select JS, view JS này. Thì nhúng vào cái là được thôi. Thì cài nó vào cái là được. Đây này. Đây nó hướng dẫn cách này, các bạn chỉ cần cài nó vào là xong. Cài nó vào, không hướng dẫn sử dụng à? Nói chung là có nhiều thư viện lắm, các bạn xem bước lượt đánh giá star của nó trên Git và lựa chọn dùng. Thì anh sẽ dùng như thế này. Anh sẽ có một cái controller chung chung như thế này. Artisan mất controller API convert to slug controller. Đấy. Vì anh muốn giới thiệu cho các bạn cái watch ở trong đường view. Watch ở trong view nó sẽ dùng như thế nào? Ở trong thằng Angular ấy, thì lắng nghe một cái thay đổi nó là dùng cái gì? Lắng nghe thay đổi khi mình kích vào cái input đấy là của một giá trị trong cái data ấy. Đây anh sẽ nói về thằng này. Vấn đề của chúng ta đây là bình thường ở trong JS ấy, thì các bạn muốn bắt cái sự kiện khi người dùng nhập giá trị vào đây đúng không? Thì các bạn có thể dùng cái hàm keypress hay là dùng cái hàm chain hay blue đúng không? On chain hay blue. Thì trong thằng view này nó sẽ khác một chút. Nó sẽ không viết thẳng sự kiện như thế. Mà chúng ta sẽ dùng hàm watch như thế này. Anh sẽ giới thiệu ở đây. Chúng ta sẽ apply nó vào. Sai mượn code của em vào menu không kích cả không đến nick của em đâu. Thế à? Không cả nick của em không. Nhưng mà anh mượn có conflict code gì đâu. Không việc gì cả.
Em kiểm tra nhìn lại code đi xem có bị mất gì không? Vì code anh vẫn còn, nhưng mà em vừa thêm vào cái router JS, cái menu của em, nhưng bây giờ kích vào chả thấy nít luôn em. Đây, các bạn nhìn vào đây nhá. Thì cách dùng watch của nó thì tất cả nó khai báo giống như thằng Method này. Còn kích vào gì ạ? Nó sẽ dùng giống thằng Method này. Và ở đây này, ví dụ ở đây anh đang cần bắt cái sự kiện khi người dùng nhập cái name này đúng không? Là cái name thay đổi. Thì anh sẽ lấy nó như sau này. Anh sẽ viết là code. Tại vì cái name đó nó nằm trong biến code này, nên chúng ta sẽ là code.name như thế này, ok chưa? Và các bạn có thể viết như thế này được. Code 2 chấm này. Sau đó trong đây sẽ là name function. Anh sợ viết như này thì view không hiểu, vì anh hay viết ở string thôi. Thì nó sẽ có là value như thế này. Các bạn console log nữa. Xem đây nó có dùng không. Nó là một cái thuộc tính trong thằng object của view. Đây, khi mà chúng ta thay đổi cái giá trị ở trên này, các bạn nhìn thấy đây chưa? Đó, thì chúng ta sẽ bắt đẩy nó lên. Đây, được chưa? Thì có nghĩa là khi giá trị này thay đổi, nó sẽ lắng nghe cái watch kia, là nó sẽ lắng nghe và nó sẽ lấy. Thì cái mà chúng ta cần ở đây đó là khi mà có cái này, chúng ta có controller này để convert rồi, chúng ta sẽ có một hàm convert đây, public function convert to slack value.
Ok chưa? Thì các bạn dùng cái thằng này trong Laravel, các bạn dùng cái thằng hàm str của nó. Slot này. Đây, các bạn dùng cái hàm này này thì nó sẽ convert chuẩn này. Đây, anh sẽ dùng cái này. Chúng ta sẽ nhúng cái thằng này vào. Và đây chúng ta sẽ sử dụng cái request như thế này. Đây sẽ là request. Được chưa? Và bên trong này chúng ta sẽ dùng slug này. Đây. Thì chúng ta sẽ trả về. Khi viết API các bạn luôn luôn viết try, có try catch cho anh nhé, để đảm bảo thằng client nó handle được, nó nhận được cái lỗi handle ở trên. Và ở đây anh sẽ return, return cái response. Reason. Như thế này. Thì chúng ta sẽ có status bằng true và cái giá trị mà chúng ta lấy về chính là cái biến slug này. Các bạn trả về như này cho anh. Giá trị truyền vào đây sẽ là gì? Request của slug. Được chưa? Nó đang báo gì đấy? Chấm phẩy này. Đó. Anh sẽ tạo ra một cái API dùng chung. Sau này tất cả những màn hình khác nếu muốn Slack thì các bạn sẽ gọi lên API này. Anh sẽ để một cái router. Anh sẽ test cái trường hợp là get trước nhé. Chúng ta sẽ dùng nó là post. Nhưng đây anh sẽ test là get trước. Đây sẽ là convert này. Convert slug. Method của chúng ta và phương thức ở đây. Đây. Chúng ta chạy thử cái này lên nhé. Để các bạn xem trước đã. Thì domain của chúng ta nó sẽ là gì các bạn? API và cái này đúng không? Đây đúng không? Nó sẽ trả về cái này. Các bạn có thể test ví dụ như là slug bằng đây. Đó, nó giải quyết được cái vấn đề tiếng Việt này. JS thì chúng ta sẽ, nếu dùng thư viện thì chúng ta sẽ convert được như này, nhưng bình thường sẽ gặp vấn đề là tiếng Việt. Thì đây nó giải quyết cho mình được hết. Thì ơi à, ok. Thì ở đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ gọi lên ở đây các bạn. Với API này chúng ta sẽ gọi lên đây, được chưa? Và các bạn sẽ truyền cái gì vào? Truyền ở đây sẽ là slug đúng không? Và cái giá trị là name kia, được chưa? Thử nhé. Slug đây, anh thử này. Đó, chúng ta đang có một cái lỗi rồi các bạn này. Các bạn biết lỗi gì không?
tại vì chúng ta đang gọi là post, đúng không? Nhưng ở đây này đang là get đây, thì vấn đề của chúng ta ở đây ấy. Và anh đang dùng what ở đây cũng gặp một vấn đề để các bạn phân tích, tự phân tích ra được. Post này thì không vấn đề gì này, nhưng mà anh đang dùng ở đây thì có nghĩa là lúc mà anh gõ chữ ví dụ như thế này nó đã gọi lên server rồi. Đây gọi lên mấy lần đúng không? Thì chúng ta nên sử dụng cái hàm chain ấy. Tức là khi mà thực sự thằng này thay đổi thôi thì mình mới dùng. Tức là khi mà nó kích vào cái hàm server hoặc là bỏ chuột ra ấy, blue ấy, thì nên dùng như thế. Chứ quá thì lúc nào cũng đây này, bởi vì gọi lên request lên cả đống luôn. Đó. Nó sẽ tương đương với keypress ấy. Ờ. Thì chúng ta nên dùng hàm blue ở đây này. Thì anh sẽ, nhưng mà để các bạn biết được cái hàm này các bạn dùng, rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ dùng nó, thì anh sẽ để tạm đây nhé. Sau này ai dùng thì sẽ cần để dùng. Anh sẽ viết một cái hàm sẽ là convert convert to slug ở đây, và hàm này anh sẽ gọi thông qua sự kiện gì? Thông qua hàm chain đúng không? Của cái name này này, anh có thể hoàn toàn có thể truyền vào là blue hoặc là chain đều được. Thì nên dùng hàm blue đấy khi thực sự bỏ chuột ra, được chưa? Mỗi lần anh blue thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ lấy ra được cái gì các bạn? Value. Không, làm gì có value. Ở đây sẽ là gì? Even. Đó. Discord.name như này luôn đúng không? Anh lấy như này được không? Ừ. Bởi vì nó watch, nó binding mà. Data nó binding. Thì nó không khác gì cả. Thử nhé. Đây, ngũ khóa học. Và các bạn thấy là chưa có thay đổi gì đúng không? Khi bỏ ra đây, ok chưa, nó sẽ ít hơn. Thì đấy là những cái mà các bạn cần lưu ý khi mà làm thực tế. Quay trở lại đây, anh sẽ gọi nó lên. Mỗi lần anh gọi lên thì anh sẽ chỉ cần truyền với cái biến truyền lên là slug đúng không? Giá trị của nó sẽ là this.cost.name như thế này. API thì nó sẽ là cái này. Cách này chưa phải tốt nhất nhé. Cách này để các bạn phải làm nhiều việc hơn thôi. Thì anh muốn làm nó rườm rà hơn để các bạn, để các bạn biết thêm. Còn bình thường chúng ta sẽ dùng thư viện JS để chúng ta làm, đỡ phải gọi lên server. Các bạn biết cái block v blow không? Không. Cái này này. V blow. Đây này. Thì anh là người phát triển cái block này cho bên công ty kia. Thì ngày xưa lúc mới làm cũng làm kiểu này. Tức là cái link của bài viết ấy, làm kiểu này này, thì có khoảng 500 người vào viết bài cùng một lúc thì bị đơ, treo luôn. Thì đấy là vấn đề. Khi mà server quá, nó request lên server nhiều quá thì sẽ không tốt. Đây, thì mỗi lần chúng ta lấy ra được cái giá trị này, cái chúng ta cần sẽ là làm gì các bạn? Cái chúng ta cần sẽ là đưa cái giá trị đó vào đây, vào cái phần này này. Đây này, ví dụ là khóa. Nhớ đăng ký của mình nhé. Đây đúng không? Request lên này. Đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy được cái slug này đúng không? Thì chúng ta check nếu mà cái res.data luôn luôn có data nhé, .status thì chúng ta đang dùng ACOS. Cái này bằng 200. Thì các bạn sẽ làm gì? Chúng ta đang có biến này ở đây, đúng không? Và chúng ta sẽ dùng biến vModel ở đây nữa. vModel. Các bạn hiểu ý nghĩa của thằng vModel không? Binding khi người dùng nhập từ view thì nó sẽ binding vào HTML. Khi người dùng nhập từ view này này, HTML thì sẽ binding vào đây.
được chưa? Và khi từ đây thay đổi thì nó sẽ binding, nó thay đổi lên trên đây. Nó hai chiều. Rất là dễ hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ để là cos. Đây sẽ là slug. Đây, như này, được chưa? Thì dưới này chúng ta sẽ chỉ cần truyền như thế này. Chấm cái gì các bạn? Cos chấm slug bằng cái gì? Match chấm data chấm slug như này đúng không? Đây thử nhá. Lỗi gì đây? Nằm trong cos. Đây. Chúng ta bỏ chuột ra. Ôi trả về rồi, à được rồi. Chúng ta đang chưa thấy nó nhận đúng không? Test lock. Sau khi làm xong anh con xuống lock cái slug này xem. Sợ là đây nó chưa dán được. Hoặc là chưa bằng 200, nó chưa rơi ở đây. Kỳ lạ. Đây rõ ràng là data có nó sẽ nhận cái test slug của anh. Nó chưa vào các bạn ạ. Tại sao lại vậy nhỉ? Chúng ta là chu mà chúng ta đang so sánh bằng 200 đúng không? Đây. Ok đấy. Tôi nghĩ là được rồi. Đây, thì đây sẽ là gì? Được chưa? Thì các bạn có thể sử dụng thêm. Đó, anh sẽ tạm bỏ cái này đi. Bây giờ chúng ta submit form lên. Submit form lên. Xem còn lỗi gì nữa không? Các bạn biết vì sao không? Anh chưa có trong service đúng không? Đây là bởi vì chúng ta đang lấy cả request on ấy, thì chắc chắn là sẽ có slug rồi. Nhưng trong đây này, mà cụ thể là trong thằng repository này, chúng ta đang bỏ qua nó. Được rồi đúng không? Ok này.
Tại sao không đẩy trang nhỉ? Có lỗi. À, cái vấn đề chuyển trang đang bị lỗi này. Cost. Đây, à rồi, các bạn biết vì sao không? Đây này, phải để như thế này. Thử nhé. Cái đó bé này. Testing. Là điều 6. Thì đẩy về trang kia mới là đúng. Không phải lắm. Anh nghĩ là do chưa load lại trang. Bởi vì lúc chúng ta chuyển trang ở đây, click ở đây ấy, thì thằng bản thân cả trang này nó không load lại, mình đang dùng view, mình cũng không biết lỗi đấy là có chính xác là do cái post kia hay không. Được chưa? Thì đại loại nó sẽ là như thế. Ok, phần xóa này anh làm rồi đúng không? Phần sửa thì sao? Sửa đến bây giờ chúng ta sẽ làm cho xong. Chúng ta có ID ở đây rồi đúng không? Lấy ID ở đây như nào? Thì chúng ta sẽ phải dựa theo router và tổng view để chúng ta get cái ID này xuống, đúng không? Và khi mà có ID này rồi, chúng ta sẽ phải gọi cho server để lấy thông tin của nó, đúng không? Thì làm sao để chúng ta có thể dùng chung được một cái form này đó. Thì bây giờ anh sẽ làm như sau này. Trong đây anh sẽ viết một cái API trước. API của chúng ta sẽ là show. Đây đúng không? Ta có ID rồi này, thì ở đây chúng ta sẽ xem service của chúng ta có hàm get theo ID không. Service define by select. Chưa có đúng không? Trong repo có chưa nhỉ? À đây, repo thì có rồi này. Đây chúng ta sẽ viết một cái như thế này. Public function get cost by ID, viết rõ ràng rồi. Thì sau này ông khác ông đọc code ông cũng sẽ hiểu. Thì đây cụ thể là ID. Và chúng ta sẽ truyền vào hàm get. Đây, được chưa? Thì ở bên controller chúng ta sẽ chỉ làm một việc đơn giản. Gọi đến cái này truyền ID. Đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ truyền về cái data này. Anh sẽ để tên là code đi. Okay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cần làm gì? Khi vào màn hình này thì chúng ta cần lấy ra được cái gì các bạn? Cái này này, cái giá trị này này, đúng không? Thì
thì ở trong đây anh sẽ có một cái hàm là hàm anh viết ra một cái hàm edit detail, vì hàm detail này sẽ dùng chung. Và anh sẽ chạy Critters. Hàm này thì anh nói rồi đúng không? Critters chạy cơ chế của nó như nào anh nói rồi đúng không? Thì ở trong đây anh sẽ lấy ra được cái ID. Mỗi lần lấy ID thì anh sẽ gọi vào thằng detail này. Detail. Đây, ok chưa? Trong detail này anh sẽ truyền cái ID vào. Trong đây thì anh sẽ gọi những cái cái thằng kia. API của nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Đây, chúng ta sẽ quay trở lại cái form mà chúng ta đang viết ở đây. Thì trong đây chúng ta cần gọi đến API đúng không? Nó là API nào nhỉ? Show đúng không các bạn? Code ID như này à? Như này đúng không? Yeah. Tôi sẽ để lên cái bộ dollar cho nó dễ. Đây. Thì anh sẽ nhận được thông tin ở đây đúng không? Từ từ đã nhá. Anh để tạm đây để anh gọi lên trên được kia đã. Đúng API này chưa? Anh nghĩ là cái chỗ em khai báo cái controller customer đấy là cũng không được. Bởi vì em để trong API và để trong nameplate của anh mà vẫn chạy được thì hơi lạ. Đây, chúng ta cần lấy detail của thằng bằng mục đi trước. Xem API nó đúng không? 405 500 model file not found. Đây đúng không? Thì lúc này lấy xong thì chúng ta sẽ gọi đến zip trở đến cái gì các bạn? Cost và bằng class chấm chấm data đúng không? Chấm gì? Chấm cost, anh đang trả về là cost. Đây. Đây, đại loại như vậy. Được chưa? Thì anh sẽ cập nhật nốt cái API update nhé. Cho thằng này. Chúng ta sẽ xong chọn phần này. Đây thì nhanh thôi. Update thì anh cũng sẽ có thằng update. Update chúng ta sẽ dùng chung. Đúng không? Thì đây cũng chúng ta sẽ là gì? Create or update cost. Nên dùng chung như thế cho nhanh. Sau thời gian anh làm chức năng là thêm học viên hoặc là thêm khóa học bằng file đúng không? Import nhưng mà sau import thì thêm luôn vào database. Được. Các bạn muốn làm kiểu đấy thì cũng được. Thế nó chính là chức năng upload đấy. Hôm nay chúng ta sẽ không làm kịp phần đấy rồi. Nhưng mà upload xong không phải là upload file vào thư mục mà là upload cái file Excel đi ấy. Mình lấy luôn, đọc luôn cái dòng đấy rồi mình import vào. Đúng rồi. Và cái file đấy sẽ không được đẩy lên server. Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ nghĩa là nó chỉ mục đích là chỉ đọc file trong đó, lấy nội dung của file trong Win. Phát hành voucher thì họ có thể có một danh sách voucher họ đẩy lên. Nếu vậy thì nó sẽ làm tuần tự ấy. Tức là nó sẽ đọc từ trên mà xuống. Và bản chất của nó thay vì nó các bạn phải nhập dữ liệu ở form đúng không? Thì từng cái dòng của trong Excel nó là một cái mảng. Mỗi cột đấy tương đương với các input thì nó sẽ lấy và insert thôi. Và đọc như thế chúng ta sẽ không dùng hàm create nữa, mà dùng hàm insert để một lúc insert
được nhiều nhiều phần tử, nhiều bản ghi á. Đây anh sẽ sửa ở đây, đây sẽ là update và nó chỉ khác điều gì các bạn? Có ID đúng không? Có ID thì ở đây anh sẽ dùng cái này, anh sẽ dùng cái này, các bạn có thể viết riêng nhé. Nếu mà dùng cái này thì các bạn sẽ phải check ở trong trường hợp có ID thì sẽ như thế nào. Anh sẽ dùng tạm này đã, rồi để các bạn tự tối ưu. Ok, thì bên này thì sao? Bên này không thay đổi gì đúng không? Ở đây sẽ là gì? ID đúng không? Bằng 5. Thì các bạn thấy là lúc anh giới thiệu cho các bạn thì viết nó rất là, nhìn rất là khó đúng không? Nhưng mà có lúc anh lại viết theo kiểu khác. Thực ra có nhiều cách viết, nhưng làm sao đảm bảo nó đúng được, nó tối ưu nữa. Thì đây, đây là cách chúng ta đang dùng chung nó, đang sử dụng chung ở đây. Vấn đề là bây giờ chạy xem nó có update không. Cái đặc file Excel ở trong thằng PP nó có một cái thư viện specific ấy. Em biết cái đó? Đây, chúng ta sẽ thử đi. À, ở dưới này chúng ta chưa làm gì đúng không? Đây, thì lúc ở đây này, chúng ta sẽ dùng lại cái hàm này dùng chung hết. Thì khi nào chúng ta sẽ dùng, khi nào thì sẽ là update. Bởi vì API update nó sẽ là gì các bạn? Là put đúng không? Thì chúng ta sẽ check ở... anh sẽ check ở đây. Là nếu mà cái cost.cost.id đúng không? Bởi vì chúng ta nhận được cả một cái object này mà. Đây này, được chưa? Có ID thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ, thôi chúng ta sẽ viết. Tại vì kia nó là put nên là chúng ta sẽ viết nó hơi lặp code một chút, hơi lặp lại code một chút. Đây là trường hợp không có ID là create đúng không? Còn trường hợp có ID put vào đây sẽ là gì? ID. Viết code thì ngôn ngữ nào cũng như nhau, cách viết code. Cái đoạn mà dùng cái hai cái nháy đây. Cho đây ơi, đây không phải của Angular đâu, đây là của JS nói chung đấy. Đây, đây thì chúng ta sẽ thử này. Ra demo cộng với máy của anh nó hơi chậm một chút, một bộ chúng ta không đi được quá nhiều. Thằng một đúng không? Xem nó báo gì nhá. Thực ra lúc các bạn viết code ấy, các bạn gặp lỗi là tốt, không gặp lỗi mà chạy tuần tuần các bạn sẽ không hiểu đâu. Đây được rồi đúng không? Đó, kiểu như vậy. Thì vấn đề của chúng ta đây, cái ID này phải là ID động đúng không? Anh đang fix cứng là một ở kia, thì mỗi lần click vào chúng ta cần phải lấy ra được cái ID ở đây. Đây, create thì sẽ không có vấn đề gì. Đó, được chưa? Vẫn thế. Còn nếu edit là một thì không đúng, hay là trên này của anh vẫn là một? À, các bạn biết vì sao không? Chỗ này của chúng ta đang fix cứng, hiểu không? Đây này, bên danh sách này, anh thấy hơi lạ. Đây, đây, đây.
đây sẽ là gì? Item name. À, nó sẽ là scope.row đúng không? Tức là lấy một cái object từ cái danh sách ấy, chấm row và chấm ID. Đó, nó cũng khá là, các bạn làm một lần cái này là các bạn làm hết những cái khác, và concept nó sẽ giống như vậy, cách làm nó gần giống. Thế nên là nhiều bạn họ biết ít ít rồi họ sẽ đi học kiểu này, không về họ làm theo, họ dành thời gian họ cày nữa thì rất là nhanh, thay vì học bài bản. Vẫn không đúng à? Chưa F5 lại. À, chúng ta sửa đúng chỗ chưa nhỉ? Bên router edit này. Cost đúng không? Đưa chuẩn đấy nó có hiện lên luôn rồi. Không, đây là đang là gì anh? À, có được. Hoặc là mở F12 xong là okay. Anh đang sợ chưa chạy cái này này, chưa gen lại được ấy. Chờ một chút xong chắc là hôm nay anh sẽ dừng đến đây thôi, đến phần này thôi. Anh đẩy cô chạy cho được. Chắc là anh sẽ đẩy đây. Về nhà. Ê, video đấy. Cái phần con này anh làm hết rồi. Em có phải làm. Có, em sẽ làm phần khác. À, nhưng mà phần con này chưa hoàn chỉnh mà. Đã ngon đâu. Vẫn phải sửa. Không biết làm phần khác thì làm phần nào? À, tại vì toàn bận thi các thứ thì em sẽ làm phần question. Thế là các phần có gì khác nhau đâu? Ná ná nhau mà thêm sửa xóa. Thực ra cái chức năng thêm sửa xóa là cái chức năng muôn thuở. Nên là các bạn học được cái đó thì sẽ ok và mở rộng nó ra. Sau này đi làm bản chất cũng là thêm sửa xóa. Khi nào nó doi nhiều bản thì khó. Anh vẫn nợ lớp mình là demo cái cây mà nhiều dữ liệu ấy. Chưa có. Thì hôm nào chúng ta import thì fake luôn cái đó. Nếu mà được thì fake. Để mua cho các bạn về cái cây mà đánh chỉ số index ấy, cái ý nghĩa của nó thì anh vẫn chưa sâu cho các bạn được. Anh đang chưa hiểu vì sao đây nó vẫn luôn luôn nhận là một này. Bây giờ vẫn là một à? Bây giờ thì chạy lại xem nào. Lạ nhỉ. Nếu mà anh bỏ cái này đi, bỏ cái này đi xem sao. À đâu, chúng ta đang sửa một cái khác này. À đúng rồi. Đây đang là nick của con mà. Đúng rồi. Anh mở côn trùa F12 xong anh xóa kích đi. Ờ, đang đúng này. Đúng không? Nhưng mà tại sao nhỉ? Anh xóa kích đi xem. Chấm râu này. Hoặc là anh in cái con scope. Đây các bạn thấy là anh đang dùng đây này. Slot scope này không khác gì chấm râu. Hoặc anh in con scope này để dặn đi sơn xem nhìn thế nào. Đây anh in ra thì có thể xem như này. Đây, các bạn có thể xem ở đây như này. Một đây đúng không? Ừ. Vẫn đang có mà. Anh chưa hiểu. Ủa, hay là... À mà cũng không đúng. Bởi vì biến router của anh đang để động đây này. Dynamic đây này.
vọng là được. Đấy, tại sao thế? Cách rồi, xem là như nào khả năng do cách. Đây, ok nhá. Thì chúng ta kết thúc phần này ở đây nhá. Thế thì buổi sau chúng ta làm upload file và làm theo yêu cầu của Trinh nữa thì được một công đôi việc. Còn phân quyền nữa. Phân quyền nhiều sẽ mất vài buổi. Không ấy đâu, chắc phải vài buổi đấy. Cố gắng để xong trước nghỉ Tết. Đấy, anh sẽ post phần này lên nhé. Update courage.